Bản tin thị trường ngày 1 tháng 11 năm 2023. Hồi phục từ vùng 1030, Việt Nam Index bật tăng hơn 11 điểm. Phiên hôm nay, ghi nhận áp lực bán vẫn khá lớn ở vùng điểm số 1030, nhưng lực cầu bắt đáy về cuối phiên đã khiến Việt Nam Index có được phiên hồi phục tương đối tích cực. Việt Nam Index mở cửa trong sắc xanh, tăng điểm nhẹ, nhưng nhìn chung diễn biến trong suốt cả phiên sáng cho đến nửa đầu phiên chiều là dao động quanh 1030 điểm. Thanh khoản trong phiên hôm nay vẫn là khá hạn chế, tuy nhiên điểm tích cực là khá nhiều cổ phiếu ngân hàng duy trì được sắc xanh tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại, đáng chú ý là cổ phiếu MVG tiếp tục chịu áp lực bán mạnh giống như phiên hôm qua và chủ yếu giao dịch ở mức giá sàn. Về nửa cuối phiên chiều, Việt Nam Index diễn biến tích cực hơn đáng kể, khi sắc xanh có sự lan tỏa rộng hơn sang cả các cổ phiếu vốn hóa lớn khác, cũng như nhiều cổ phiếu chứng khoán. Tác động đáng chú ý nhất đến chiều tăng của Việt Nam Index trong phiên hôm nay là VCB, HPG, VNM, FPT, VGC. Trong khi ngược lại ở chiều giảm là MVG, VHM. Nhìn chung, diễn biến tích cực của nhóm vốn hóa lớn cũng như chỉ số Việt Nam Index cũng giúp dòng tiền quay trở lại ở cả nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ với 319 mã tăng điểm so với 177 mã giảm điểm trên HFX tại thời điểm kết thúc phiên hôm nay. Mặt khác, dù khối ngoại bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị nhỏ đạt hơn 87 tỷ nhưng trong hơn 1.855 tỷ giá trị bán thì chiếm tỷ trọng lớn là VHM hơn 683 tỷ và MVG gần 188 tỷ. Đóng cửa, Việt Nam Index tăng 11,47 điểm, tương đương với 1,12% lên 1039,66. Về góc nhìn kỹ thuật, sau khi về lại vùng 1020 thì lực cầu cuối phiên đã trực tiếp giúp thị trường hồi phục mạnh. Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo như MACD và RSI đều đã cho dấu hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Trong trường hợp thị trường tích cực thì đây hoàn toàn có thể làm vùng đáy mới của thị trường. Tuy nhiên thị trường chung vẫn trong xu hướng giảm, do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc giải ngân 20-30% tài khoản. Với các mã cổ phiếu có đà phục hồi mạnh hơn so với thị trường chung đồng thời giữ tâm lý cẩn trọng không sử dụng đòn bẩy. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, hạn chế không giải ngân bắt đáy sớm. Việc Việt Nam Index xuất hiện những nhịp bật nảy ngắn trong phiên là chưa đủ để xác nhận thị trường đã tìm lại được điểm cân bằng trong ngắn hạn. Cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của các bạn. Hãy nhớ đăng ký, like, share để sớm nhận được thông tin mới nhất. Nếu có thắc mắc xin để lại lời nhắn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ sớm giải đáp cho các bạn. Trân trọng.